em cho các chị em nhà mình có thể mặc đi tiệc tùng của nhà đám cưới hỏi cho em ngày hôm nay nha. Thì với mẫu này cho mình là thiết kế form dáng on body, tạo cho mình cảm giác là lên form dáng vừa sang vừa đẹp, cũng như là sẽ có một xíu gọi là che phần bụng cũng như là phần eo to nè. Thiết kế form on nhà em thì được làm thoải mái, rộng rãi nhẹ cái phần bụng nha, tạo cảm giác cho các chị em nhà mình mặc lên khi mà có bụng nó vẫn sẽ che được cho mình rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em lựa cái màu đầu tiên cho mình lên là tông màu đen. Một trong những cái loại màu mà nó là cái màu cơ bản nào mà các chị mặc lên trên người, không những trắng, không những đẹp mà còn rất là gọn dáng luôn. Thiết kế hôm nay là phong dáng dài qua gối nè. Chất liệu vải sẽ là vải đuổi giùm em. Vải đuổi thì là một trong những loại vải dày là không có cần phải lấp lót trong đâu, vừa đẹp vừa mềm và có độ co giãn nhẹ nha. Thiết kế sẽ làm cho mình là có rải eo nè. Và phần cổ của mình thì ngày hôm nay em thiết kế cho mình là dù nhẹ dù sang và là phong dáng là cổ u ha. Thiết kế sẽ nhấn nhẹ cho mình là cái phần nút ngọc chạy viền từ trên cổ đi xuống phần eo. Sau lưng thì em vẫn làm cho mình là có cho em là khóa kéo cũng như là đường chích bên ở sau lưng hết rồi, nên khi các chị mặc lên trên người thì mình yên tâm cho em là không có lo lắng là thay đồ khó khăn ha. Thiết kế hôm nay thì em vẫn luôn là sử dụng túi sườn ở hai bên để các chị em nhà mình thoải mái khi mà để tiền cũng như là điện thoại. Mẫu này thì em sẽ có cho mình là tại các cơ sở chi nhánh của TTV. Cơ sở đầu tiên của TTV sẽ là cơ sở Quang Trung Gò Vấp, cơ sở 2 là Bình Dương và cơ sở 3 là Tân Phú cho mình nha. Và nếu mà chị yêu nào mình sợ là không có thời gian ghé đến các cửa hàng thì mình đến tại video ngày hôm nay. Trên video cả nhà mình đặt hàng sẽ được hỗ trợ cho em giảm 20k trên từng sản phẩm, được miễn ship và được kiểm tra hàng cho mình luôn nha. Và nếu mà chị yêu nào mình cần hỗ trợ thêm về cái sản phẩm này, cứ để lại cho em là số điện thoại bên dưới, em sẽ nhờ các bạn nhân viên alo trực tiếp hỗ trợ cho mình về size số các chị nhé. Mỗi buổi sáng cả nhà mình cứ gọi là loay hoay không biết là ngày mai mặc cái gì, mặc sản phẩm nào để mình ra đường cũng như là mình đi làm đi chơi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay TTV sẽ thiết kế riêng một cái mẫu độc quyền cho cả nhà của mình, một em nằm phong dáng là body với thiết kế trơn đơn giản thôi, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng trên vùng cổ của mình cũng như là phần trước ngực cho em nha. Mẫu này thì được lựa chọn cho mình là chất liệu vải là đủ trơn cao cấp. Mẫu này sẽ có độ co giãn nhẹ nè, chất liệu vải dày dặn cho em nè. Đặc biệt với phong dáng này em mặc là phong dáng body, mặc dù là built-in body nha. Nhưng mà em thấy là khi mình mặc lên trên người cảm giác cho mình rất là thoải mái, không có quá gọi là gò bó, không quá là ôm cơ thể của mình nhé. Các chị mặc lên trên người mình sẽ chia được cái vòng hai của mình nhiều nha. Vòng bụng, vòng eo của mình đó thì nó sẽ chia được một phần cho em luôn. Ví dụ chị nào mà lăn tăn là sợ là dáng mình tròn, có bụng nhiều đi, thì với chiếc đầm body này yên tâm cho em nó sẽ chia được một phần bụng cho em rồi nha. Sẽ làm cho mình cảm giác là nhìn phong bụng thon hơn, gọn hơn cũng như là tôn được cái dáng người hơn nha. Thiết kế em này thì được lựa chọn là form dáng là cổ u, tạo điểm nhấn thêm cho mình là cái phần đính kiềng ngọc trai được khắc trước ngực cho mình. Và mẫu này em vẫn làm cho mình là thiết kế là có túi sườn ở hai bên. Sau lưng thì em sẽ làm cho mình là có khóa kéo để mình tiện thay đồ hơn nè. Chích luôn thẳng cái phần lưng để tạo cho mình cảm giác là lưng mình thẳng hơn. Và nếu mà chị yêu nào mình có khuyết điểm về lưng nha, yên tâm cho em mẫu này sẽ điều chỉnh được cái phần dáng cho em rất là nhiều. Mẫu này thì hiện tại thì em đã có đủ các size số rồi, từ size M đến size 3XL. Và mẫu này em đã có trên các cơ sở chi nhánh nên là không có cần phải lăn tăn là đi kiếm mẫu nữa nha. Cơ sở đầu tiên là Quang Trung Gò Vấp, cơ sở 2 Bình Dương và cơ sở 3 là Tân Phú cho em nha. Và nếu mà chị yêu nào mình ở xa quá thì mình ghé trực tiếp tại video ngày hôm nay để lại cho em duyên số điện thoại bên dưới, em sẽ nhờ các bạn nhân viên là hỗ trợ đơn hàng. Đặc biệt hơn là mình chốt trên line của mình như thế này thì mình sẽ được miễn ship, kiểm tra hàng và được hỗ trợ giảm 20k trên từng sản phẩm giùm em nha. Chốt đơn hàng để lại sau bên dưới, em nhờ các bạn alo cho mình nhé. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0396851491 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.